Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng năng lượng cảm xạ. Tối qua khoảng gần 10 giờ tối, tôi có học khóa của thầy Châu với cô Yến Tây dạy, thì tôi gọi trường đó. Trường khoảng tôi sẽ bỏ ra cái microwave đó 5 phút, đầu tiên 2 phút thì nó nguội nhanh quá. Để 5 phút là trường đến mê ngủ luôn. Không chắc trong trường mới mê ngủ luôn, không biết gì hết. Đến sáng dậy, tỉnh dậy mới giật mình dậy. Mọi bữa thì ngủ là tôi có hay thức giấc đêm lắm. Có vài cái động đậy xung quanh là mình thấy có vẻ mình không lớn tuổi rồi mà 72 tuổi rồi. Thấy mày hay thức giấc nhưng mà hôm qua là thật là ngủ ly bì rồi đến sáng luôn. Mà trong khi đó tối tôi, bà xã tôi là tắt cả máy lạnh. Mà tôi cũng không biết nữa, mọi bữa là tắt máy lạnh là phải dậy, phải bật lại chứ không có thể nào lạnh. Lạnh quá, nóng quá nó có chưa ngủ được. Mẹ bà hôm qua là đổ bộ đến sáng luôn. Cảm ơn cô Yến với thầy cháu hướng dẫn cho các phương pháp trường đó đọc này. Thập chỉ đạo hay thập chỉ liên tâm, liệu pháp y mao mạch, môn chữa lành cho nhau bằng sự kết nối yêu thương. Cụ bà Huỳnh Thị Lịch sinh thời chưa kịp phổ biến phương pháp này một cách rộng rãi, thì chúng tôi sẽ là những người tiếp nối công việc của bà. Dư Quang Châu. Địa chỉ liên hệ: Hà Nội, số 67 Bà Triệu, Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật Hà Nội, Trung tâm năng lượng cảm xạ. Điện thoại 0913 590 502, 093 6550 900. Thành phố Hồ Chí Minh, số 4/1/1 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình. Điện thoại 0983 792206, 0918 133635. Chi tiết trên website www.thapchiliantam.vn.